Em kính chào cô chú chị, em chào anh chị hai. Con chào cô chú anh chị trong nước ngoài nước. Hôm nay là con trình bày việc làm của con. Dạ thì hôm nay thì vợ chồng của anh hai có gọi em đến để mà trình bày những cái số tiền mấy ngày vừa qua cô chú anh chị các mạnh thường quân trong và ngoài nước đã đồng hành cùng vợ chồng anh hai để mà san sẻ yêu thương, xây dựng sửa lại những ngôi nhà mục nát của thôn xóm nghèo. Dạ thì thật sự thì rất là vui khi một lần nữa em có mặt trước vợ chồng anh hai để mà cùng vợ chồng anh hai chia sẻ lại giảm cho anh chị. Dạ thì bây giờ là anh và chị sẽ tổng kết lại những số tiền đọc, đọc số tiền mạnh thường quân á, cô bác anh chị chuyển cho chị đi. Dạ. Bây giờ con đọc là đọc con đọc cho cô chú anh chị nghe nha. Lê Thanh Thiện chuyển cho con 1.200 đô Mỹ và 49 triệu tiền mặt. Chú ba chầu có đưa cho anh Phước là 7 triệu. Trọng Nghĩa cô Kim Hải là 5 lần, 6 lần gì đó không biết nữa là 200 triệu. Rồi cô sư cô đưa 3 lần là 60 triệu. Cô Mai một lần là 20 triệu. Thắng tài tử có chuyển đến cho anh Phước là 34.600.000. Nghĩa trọng chị Màu chợ Ân Đông 10 triệu. Và cô Lưu Ly là 40 triệu. Là con tổng cộng là số tiền của Mạnh Thường Quân chuyển cho con nhận được là 400, cái này số 2 số 1, 420 triệu lẻ 600.000 dưới 1.200 đô Mỹ là cái số tiền mà con nhận được đó. Thì cái số tiền con chi phí để làm nhà thì nhà của chồng với con cái sân luôn á là 55.140.000. Rồi con chia gạo, con mua kêu chú ba mua gạo giùm á là 4.150 kg, mà nhân cho nó 13.000 một ký thì nó ra 53.800.000. Mì 300 thùng mì thì nó giá của nó 55 thì ra 16.500.000. Con có phụ chú ba, đưa chú ba là 20 triệu nấu cơm cho người ta ăn đó. Dạ. Em Hiền thì con thấy em Hiền cũng cực khổ quá, mà em Hiền cũng bệnh đó, thì con có tài trợ cho em Hiền hai lần, lần 2 triệu, lần 3 triệu là 5 triệu, thì con cũng xin phép cô chú anh chị luôn. Là tổng cộng á là cái số tiền con chi á, tiền công thợ mà trừ cái nhà của nghĩa chồng của trọng súng ra đó là 69.530.000 là tiền công của thợ hồ đó. Thì bây giờ con cái phần này không là cộng xuống là 213.700.000 là có tiền công thợ hồ luôn rồi đó. Thì bắt đầu tiền vật tư ở bên đây. Tiền vật tư ở bên đây á là 3 căn nhà mới, 6 căn nhà cũ và một cái bếp cơm chú ba là hoàn thiện hết một căn rồi. Còn một căn á thì nó cũng lỡ dở, nói chung là cũng làm lỡ dở rồi. Với con đường lớn á thì con cộng tổng số á là 219.290.000. Thì con lấy hai cái số này con cộng lại á thì nó ra là 440.669.000 là tiền của con chi. Thì bây giờ con làm nó gọn lại như vậy đó cô chú anh chị á, cho cô chú anh chị biết. Dạ. Là cái số tiền vậy đó, cũng như là mình chi tiền từ bữa giờ thì mình cũng chi xin, nhưng mà cái bếp cơm mình vẫn chưa sửa xong hả chị? Bếp cơm này lỡ dở, tại cái bếp cơm chú ba á là tính ra là nó cũng lớn đó, coi như là thì mình làm cũng hoàn hết một bên rồi để nấu cái cơm. Cái bếp cơm coi như mình nói tóm gọn lại là coi như nó hết được 1,5 căn rồi. Dạ. Tại vì bề ngang 8, nó dài 2 mấy, mình tính 20 thôi, để coi như là đúng 1,5 căn rồi đó. Dạ. Rồi để chị nói hết luôn. Dạ. Là giống như bây giờ á là ngưng lại tạm thời ngưng để mà mình nấu cơm cho những người khó khăn người ta ăn. Chứ dạ, bây giờ mình vừa làm nhà vừa nấu cơm á thì nó không có vệ sinh. Nó làm nhà thì phải cắt gạch rồi phải khiên cái này khiên cái kia là bụi bặm dữ lắm, là nó không có vệ sinh. Thì mình phải ngưng tạm thời, mình ngưng để mà mình nấu cơm cho chú ba nấu cơm cho người ta ăn đó. Thì bây giờ là con cũng trình bày hết rồi đó, số tiền đã làm như vậy, con nhận số tiền như vậy.
thì tính ra là nó cũng hoàn tất hết rồi. Dạ. Thì con cũng cảm ơn cô chú anh chị trong nước ngoài nước là hỗ trợ số tiền để lo cho những người khó khăn. Con cũng làm cũng được 2-3 việc mà ngoài luồng đó, không phải là cắt nhà không mà phải tài trợ cho người ta, giúp đỡ người ta gạo mì nước tương và rau củ quả, con cũng làm được mấy việc đó. Rồi nấu cơm cũng đưa tiền chú ba là 20 triệu để nấu cơm cho mấy người khó khăn ta ăn. Yeah. Thì nói chung là con cũng làm được mấy việc của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trao tiền cho con đó. Thì con làm vậy con thấy mấy cô chú anh chị anh em trong nước ngoài nước có hài lòng hay không, có vui vẻ hay không thì cho con biết, chứ con thì con làm vợ chồng con làm là tròn cái nhiệm vụ là như vậy đó. Bữa nay là giống như con kết thúc cái nhiệm vụ vợ chồng con đã xong rồi. Nhiệm vụ của vợ chồng con là cô chú anh chị trong nước ngoài nước giao cho vợ chồng con đó, thì vợ chồng con đã hoàn tất rồi. Rồi sau này cô chú anh chị có muốn con làm cái gì thì cô chú anh chị cứ nhắn nhủ cho con, thì vợ chồng con tiếp tục làm những cái việc gì mà cô chú anh chị là không làm được ở bên nước ngoài đó thì cứ điện cho con hay là nhắn cho Nghĩa gì đó. Yeah. Thì con với chồng con thì cũng làm mà đồng lòng với nhau, mà đồng vợ đồng chồng với nhau mà để mà giúp đời giúp người. Thứ hai nữa là em cũng nói với anh ở quận 8 á, là anh có gửi cho anh Phước là 12 triệu. Bữa nay cái clip này em nói luôn, anh gửi cho anh Phước 12 triệu. Thì anh có nói với anh Phước ơi, anh coi người nào già bệnh gì đó anh có chia sẻ. Anh có mua gạo cho chú ba 200 kg. Thì nói chung là có nói chú ba nói hơi gạo cũng nhiều. Thôi bây giờ chú Phước cho chị ba đi, là cô ba bên bển á, là 2 triệu. Cho mấy anh thợ hồ á, là 2 triệu. Cho mấy anh thợ hồ 2 triệu. Bồi dưỡng đó, cho dì ba 2 triệu. Là ba người bệnh á, cho chú 7 2 triệu. Cho cô hai lớn tuổi á, 80-90 tuổi á, cũng 2 triệu. Rồi còn 4 người già, người 500, 4 người cũng 2 triệu. Rồi có một cái gia đình mà ở Vĩnh Long á anh ơi, chết mà không có tiền mà để mà lo mồ mả thì em cũng gửi 2 triệu đó. Thì cái số của anh 12 triệu là anh Phước cũng làm cho anh trọn vẹn rồi. Yeah. Để cho anh biết luôn. Với cái số mì nữa em. Rồi em còn mì á, mì với gạo á. Mì với dầu ăn với nước ngọt. Thì anh có gửi cho chùa. Anh Phước là gửi vô chùa, thì anh Phước có gửi vô trong cái chùa Cao Đạt. Bên Cao Đạt phường 5 quận 1 đó. Phường 1 quận 5. Chùa gì nè, chùa gì? Chùa Phổ Minh hay gì đó. Ừ, đúng rồi. Thì anh Phước cũng làm tròn cho anh rồi. Rồi hai nữa là chị sẵn cái clip này nè, chị cũng có cảm ơn một em trai là cũng ở bên Việt Nam của mình, ở trong nước thôi. Yeah. Em trai đó có gửi chị một số gạo là cũng 2.500 kg. Em trai nói là chị ơi, chị cứ cô chị làm đi, chị phát tiền cho em đi, chị coi ai khó khăn á, chị làm gì chị làm đi, chị làm cho em. Thì em làm không có được thì chị làm cho em đi chị. Thì bữa nay cái clip của Trọng Nghĩa này nè, thì chị cũng báo cho em biết là chị làm trọn vẹn cái phần gạo của em rồi. Thì chị cũng cảm ơn em trước á, thì chị cũng cảm ơn em ngoài đời rồi đó, chị em mình cũng nói chuyện với nhau rồi. Thì bây giờ sẵn cái clip của Trọng Nghĩa này nè, Nghĩa Trọng này nè, thì chị cảm ơn em thêm một lần nữa. Chị thay mặt những người khó khăn á, là nhận quà của em đó, nhận gạo của em á, chị cảm ơn thêm một lần nữa. Chị cũng cầu chúc cho gia đình của em được dồi dào sức khỏe và gia đình được hạnh phúc. Rồi anh hai có nói gì với cô bác thì hai nói đi. Thì bây giờ trước tiên thì con xin phép cảm ơn cô sư cô và cô Kim Hải và cô Ly, tất cả cô bác ở trong nước ngoài nước. Thì tình hình dịch bệnh vừa rồi thì cái bếp cơm đó thì coi như là chính quyền đã điện cho con là sẽ ngưng hoạt động. Thì con mới có báo với chú ba là ngưng trong vòng mới có 4 bữa hay 5 bữa gì đó, thì cả con người ta cũng điện lại, mà cả chú ba người ta cũng điện lại. Thì chú ba nói bây giờ chú hai ơi, bây giờ chú giải quyết bằng cách nào, bây giờ tôi chịu hết nổi rồi, bây giờ có một số người ta đang điện lại thì bây giờ nhờ chú hai. Thì nói chung thì cả đêm con ngủ không được, thì bắt đầu sáng ngày mai con mới tìm anh em. Thì nói chung con rất năn nỉ anh em ở địa phương, bây giờ tình trạng như vậy rồi, thôi bây giờ anh sẽ cho em hoạt động lại. Thì năn nỉ anh em thì anh em sẽ cuối cùng thì anh em cũng cho, nhưng mà với điều kiện phải mang bao tay và bịt khẩu trang, mà cho khoảng 4-5 người thôi, đứng cách xa khoảng ra. Thì nói chung là anh em cho được thì con cũng mừng lắm, rất là mừng.
thì con mới chạy về và con báo cho chú ba, thì chú ba rất là mừng là bắt đầu chú ba sẽ cho hoạt động trở lại. Thì nói chung anh em địa phương ở đây thì người ta cũng rất thương thương con, thì chú con phải đứng ra, con sẽ giữ cái bữa cơm này, thì anh em tất cả đồng ý. Thì một lần nữa thì em sẽ xin cảm ơn ở địa phương ấp 5, xin rất là cảm ơn mấy anh giúp em để mà làm cái chuyện này để nó cơm nước cho cô bác ăn đó. Thì em sẽ rất cảm ơn mấy anh, em xin chào mấy anh. Lần nữa con xin chào mấy cô, mấy chú, mấy anh, mấy chị trong nước, ngoài nước. Con chúc cho mấy cô, mấy chú, mấy anh, mấy chị dồi dào sức khỏe, sống lâu trăm tuổi, gia đình được hạnh phúc. Con xin chào. Dạ thì chắc là mình xin tạm kết thúc ở đây đúng không chị? Tạm kết thúc ở đây dạ. Xong rồi đó. Dạ. Mình tranh thủ mình cho rau cải để mua. Dạ, dạ em... kính chào cô chú anh chị và em cũng xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị, các mạnh thường quân, các cô chú anh chị mạnh thường quân đã một thời gian qua đã luôn đồng hành cùng kênh YouTube Nghĩa Trọng TV em, cũng như là đã gửi gắm những cái số tiền đến vợ chồng anh chị hai để mà sửa lại những ngôi nhà mục nát của thôn xóm nghèo, cũng như là sửa lại bếp cơm, sửa lại những cái con đường lộ sình sịnh. Thì hôm nay thì thôn xóm nghèo thì cũng đã tránh được mưa, tránh được nắng rồi mấy anh chị, thật sự là rất là quý. Và tiếp đến là cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã đồng hành cùng vợ chồng anh chị hai để mà san sẻ yêu thương, phát những phần cơm, những phần mì đầy ắp nghĩa tình trong cái mùa dịch này. Chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị. Em chúc tất cả cô chú anh chị, các mạnh thường quân được nhiều sức khỏe và được nhiều thành công trong cuộc sống. Rất mong là được cô chú anh chị tiếp tục đồng hành cùng vợ chồng của anh hai, cũng như là bác ba, và đồng hành cùng em để mà tiếp tục chia sẻ yêu thương cho bà con nghèo mình. Xin chào. Dạ.